khách về khách không biết đường về hỏi chủ nhà chứ. Cái ấm ấm như kiểu nhà mình nó nhỏ nhỏ này. Đi anh khẽ nói em bắt cười ngủ với em cười duyên đây. Em đứng bao em đứng buồn ngủ vào giấc ngủ ở đây. Ngủ đi nó mà đi quay đi. Bên đây vẫn đang mới 12 giờ nha anh Trung Kiên. Bên đây mà có 1 giờ kém thôi. 1 giờ kém. 1 giờ kém 7 phút. Quay gì bây giờ? Giờ có mà. Giờ, giờ anh mà nói đi quay đi chịu rồi. Giờ có mà quay. Quay gì bây giờ? Bên này mới có 12 12 giờ 54. Cái VIP mà tối tối các bạn khách VIP tối tối là tiếp vừa mới tiếp mà đoán là cua cua hấp bia gà nướng ra còn đòi mì tôm đấy, mì tôm đắt chứ có phải rẻ đâu mà được miếng nào đâu mà. Mì tôm mình mua được thùng để ăn dần chứ rẻ tiền là đâu mà cả thùng mì tôm ở nhà mình không biết bao tiền nhưng bên anh em mình gần 500.000 một thùng mì tôm đấy, không phải rẻ đâu các bạn. Nhưng mà khi xuống kéo kéo ấy sụt không xuống thì bảo không xuống. Anh đi đâu đấy? Giáp giáp đi ăn trực. Ai? Không biết ai hỏi anh đi đâu đấy. Cua hoàng đế tôm hùm ăn rồi. Chào Giang Nam. Chào Giang Nam. Mấy khi mà chung kỳ anh em mình bên này giờ hôm nãy phải 2 giờ mới ngủ. Xong video rồi hay chưa xong với hai Quang Ninh đang bận xong ca với họ. Quang Ninh đang bận xong ca. Có sức thì hát thôi. Có sức thì hát thôi để cho các em ở nhà. Còn tôi đi quý ấy. Tôi đi quý ấy. Chồng không. Giáp xuống mà. Đói bụng thật đấy. Giờ là đói đói thật đấy. Em xin anh ấy. Giờ cho em ngủ đi. Phật cho em ngủ với tốt đúng. Em chạy tới giờ sáng đến giờ đây. Thế là vừa mới nói anh này. Anh Quý ơi, không vào chắc em chết đói à? Anh Quý ơi. Vào nhỏ vừa lúc lại đi. Ăn lại luôn. Gì nói to thế? tiếng dài cho tiếng dài cho gọi mấy tối anh Quý ơi. Thôi đi. Quý ơi, tôi may vừa tôi vào tôi gọi Giáp dậy không nó chết đói ở trong phòng. Hả? Đây này, vừa tôi đang ngủ và tôi gọi thì nghĩ để em ngủ ra dậy tỉnh thì tí rồi em đói anh Quý rồi đấy vào đặt ra cơm ăn thôi giờ ra cơm ăn đấy anh là phòng số mấy đấy anh phòng 1008 1008 à điệp viên à điệp viên bao nhiêu vậy điệp viên 07 à phòng 08 à đi lên tầng 6 rẽ phải. Anh à, tí thôi sang. Đi coi thang máy em lên. Đi thang máy em lên. Đi cắt treo. Đức anh ơi. Hả? Dậy em mì tôm đi. Đức anh bồ đá đang chán. Hay có khách khứa xuống đi tiếp đón cho gói mì tôm với xin đây. Chơi xin. Em chỉ có mì tôm. Mì tôm của Điệp ấy. Được anh dậy đi tìm mấy gói mì tôm em. Ở đâu biết. Em dậy em đập hết cả nhà rồi em. Nhà giờ mì cơm có mà mì tôm không có ấy. Đức anh ơi. Nhà không biết. Dậy kiếm mấy gói mì tôm ra đun lại cái nước cua nuộc để nấu cho anh Giáp ăn cho anh. Mì tôm riêu cua. Cua riêu cua. Mì tôm riêu cua. Để em dậy tìm mấy gói mì tôm. Dậy tìm đi em. Tìm không anh Giáp anh đánh giá mình 1 sao là chết đấy em ạ. Đánh giá 1 sao shop bí là cái này ai gì tổng số là từ tính tổng số về xuống cơ quan người ta đông vui này tính tổng số cái gì cơ quan bây giờ xuống đến nơi nó có chân đấy giáp xuống xin mẹ chưa nhưng mà không phải ngộ anh ngộ quý chưa cho thì chưa quyết định anh em mà chưa họp chưa quyết định cho thì để xem thái độ như nào đó. Phải họp đấy. Mới xuống từ buổi tối nào mà hư lắm này. Ở đây anh em họp xong rồi phải ra họp mấy anh em tìm ăn ô lá đồng ý rồi mới qua được cửa chứ. Xin cái gì về ngày mai. Giờ nó sẽ nói gì. Ôi. Gì? Hả? Từ không? Nhắm mắt vào là ngủ đi, ngáy bây giờ đi. Không khóc bây giờ đi.
Không cho ngủ à? Hả? Không cho ngủ à? À, giờ về dây gọi quăng dùng dây pháp với tôm ăn thôi. Giờ về đi xin tôm quăng dùng. Quăng với tôm đi. Giờ mà giặt đập mọi người dây hết là được. Chứ anh em mình là mẹ anh em họ nói đấy. Đúng rồi, giáp xuống thăm view, giáp xuống kiếm view nhé. Hoa lắng. Xuống lại bọn view. Đi xin mẹ. Dạ với tôm. Giáp Giáp với Đông đang ở trên giường. Em nó chạy xe. Dừa vào vai anh em ơi, anh hơi nách quá. Em chạy xe, bên đây anh em mình chạy xe bình thường. Tốc trách mà rồi. Mình anh em mình đi thủ đô cả ngày rồi, có gì đâu. Thanh niên anh già gì mà anh cũng bình thường. Sức trẻ nó con đề kháng yếu anh. Yêu rồi nè. Nhưng mà anh cho em còn bị tốn về là một ngày em ngồi lái với anh đến sáng luôn. Mày nháo ấy. Thế yeah. Chết thật. Nghi gì đi em. Nghi đấy. Lăn đấy. Thế đừng có điêu đi. Bỏ về cái gì. Ngắt mất đi. Thật đi. Mở ra uẩn tắc đuổi quý ra đi bạn đây rồi thâm thật gì nhanh giơ tay lên đi chị đang đâu anh cái khẩu trang này anh bịch lên ôm người đi mua lên đó luôn đó chứ anh như thế nào bôi quảng cáo đi quay chữ nước ngoài gươm rung đánh cho mấy tổn đi anh ghi đi quay chữ có cả bùn à. Đấy, quay cái chữ nội thuốc nội nội năn nách ngoài. Đây, lăn nách là sức tố bị rách này. Sức tố bị rách, bà hàng, ông. Sức tố bị rách, mày quá đúng không? Ô đây, quay chữ nội ngoài. Này, nãy nhìn đâu? Ô đây, ngất. Các bạn vào... Nãy mới có cả mùn này. Các bạn vào mua năn nách ủng hộ anh em mình nhá. Đấy. Trời, lăn nách có cả mùn này. Kiếp, thế này có cả mùn mọc lên đi. Trời ơi. Tập lại. Quậy chữ ra ngoài, cầm cái nọ chén thật. Này, bắn ra để nắp lại đây. Rồi anh gấp lại. Rồi gấp rồi. Cái lon ở đây vứt luôn giáp ơi. Nắp bên này, nắp bên này. Còn bên này nữa chứ nè. Một trời, anh Quý ơi có cái khẩu trang không cho em cái không? Mà cái lon ở cùng vứt luôn, lon ở vứt luôn đấy. Quậy, mà xong. Đây, quay cái chữ bên ngoài. Hóa ra đó, để nhìn này. Nhìn. Đấy, đấy. Quay chữ bên ngoài đi. Chứ mà nạch con mùn trong đây ấy. Mình lạch cái chứ con mùn. Thoát. Tập lại nha. Quay chữ bên ngoài đi. Quay. Khoan không, chết ngất đấy. Này. Quay chữ bên ngoài đi. Khoan không, ngoài mặt nhìn đi. Chê. Quay.